Xin chào các em, thầy đã có mặt đúng giờ 9 ba giờ 30 phút và bây giờ thầy sẽ đợi các bạn 5 phút trước khi chúng ta bắt đầu. Bạn nào có mặt like hoặc là comment để thầy biết nha. Xin chào Huy Thịnh. Hôm nay chúng ta có 5 bài tập. 5 bài hôm nay tương đối khó. Đối với các bạn lớp 5 thì bài số 5 hôm nay là khó, các bạn uh, ngay cả với các bạn lớp 6 cũng khó. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những bài toán này. Xin chào Cảnh Dương. Chào Hoàng. Xin chào bạn Đinh Hiếu Minh. Chào Khoa. Xin chào Huỳnh Quang Minh, xin chào Gia Linh xin chào bạn khánh ngọc, xin chào minh hiếu gần như những gương mặt thân quen đã có mặt đầy đủ rồi nếu nào xin chào gia hưng ni hảo à bạn à, nguyễn anh minh chào bằng tiếng trung quốc hả ni hảo ni hảo Chúng ta còn 2 phút nữa sẽ bắt đầu. Các bạn có làm hết được 5 bài tập của tuần này không? Chào Nguyễn Bùi Đức Dũng. chào hữu tuấn và thu minh năm bài hôm nay tương đối là khó thầy vừa xem lại thì thấy là hơi khó thế nào mà tuần này thấy ít bạn comment cái lời giải của các bạn ở trên cái facebook của thầy lê minh hiếu sao lại không thấy bài đâu con con nhìn cái phiếu ở trên facebook của thầy ấy. thầy có share một cái file google drive À, bạn Đỗ Huy Thịnh hỏi thầy có chơi liên quân chưa thầy bảo là thầy không biết chơi cái đấy thầy chỉ chơi đế chế thôi Đây rồi, bạn anh Nguyễn làm được 4 bài, 4 bài là làm được tận 4 bài. Nhưng mà bạn ấy lại dùng từ là chỉ làm được 4 bài. Làm được 4 bài là rất giỏi đấy. Rồi, chúng ta bắt đầu nhá, đến giờ rồi. Bây giờ thầy sẽ cùng chúng ta dịch đề bài và chữa 5 bài tập. Thực ra là thầy có thể dịch luôn cho các bạn nhưng mà thầy muốn các bạn luyện tập cách dịch để chúng ta làm quen với tiếng Anh, toàn tiếng Anh. Thực ra là 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 cái đề bài này nó cũng không quá khó dịch nên là tốt nhất là chúng ta làm quen tự dịch nhá. Bài số 1. Người ta bảo rằng hãy quan sát cái quy luật này, số 128 rồi 69, 117, 51, 26, 40, 16, 37 vân vân. Người ta cho rằng là mỗi một cái số element ở đây là chúng ta có thể hiểu là mỗi một cái phần tử hay mỗi một số ở đây là tổng của của cái gì? Uh, squares of the digit tức là bình phương của tổng bình phương của các chữ số của cái số đứng đằng trước. Ví dụ, chúng ta nhìn ngay vào ví dụ là một bình phương cộng 6 bình phương là bằng 37. Vậy thì chúng ta sẽ tìm số thứ 100. Thì trước hết là chúng ta sẽ viết cái dãy này 128 Chúng ta thấy là 128, 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng 8 bình phương chính là 69. Và chúng ta có 6 bình phương cộng 9 bình phương là 117, 1 bình phương cộng 1 bình phương cộng 7 bình phương là 51. 1 5 bình phương cộng 1 bình phương là 26, 2 bình phương cộng 6 bình phương chúng ta có 40. 4 bình phương cộng 0 bình phương chúng ta có 16, 1 bình phương cộng 6 bình phương chúng ta có 37. Tiếp theo, chúng ta sẽ có 3 bình phương cộng với 7 bình phương. Thầy có 3 bình phương là 9, 7 bình phương là 49, vậy thầy sẽ được số 58. Tiếp theo chúng ta có 5 bình phương cộng với 8 bình phương. 5 bình là 25 cộng với 8 bình là 64, vậy thì thầy sẽ được số 89. Tiếp theo thầy sẽ có 8 bình phương cộng 9 bình phương, chúng ta được số có 3 chữ số rồi. 64 cộng với 81, thầy được 145. Nào, tiếp tục chúng ta có 1 bình phương cộng 4 bình phương cộng 5 bình phương. 1 bình là 1, 4 bình phương là 16, như vậy tổng là 17. 17 cộng với 25 chúng ta được 42. Tiếp tục chúng ta có 4 bình phương cộng với 2 bình phương và lúc này chúng ta được 20. Vẫn chưa thấy quy luật lặp lại, chúng ta xét tiếp 2 bình phương cộng 0 bình phương và chúng ta được là 4. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục chúng ta có 4 bình phương là bằng 16. À, lúc này chúng ta có 16 thì lại tiếp tục là chúng ta thấy quy luật lặp lại rồi. 16 rồi lại 37, 37 rồi 58, 58 rồi 89, chấm chấm chấm. Như vậy thầy sẽ có viết lại cái quy luật phía sau. Thầy viết lại là 1, 2, 8, 6, 19, 117, 51, 26, 40, 16, 37, sau đó là 58, sau đó 89, sau đó 145, sau đó là 42, tiếp theo là 20, tiếp theo là 4, tiếp theo 16, rồi lại 37, rồi lại 58, chúng ta cứ như thế. Thì các bạn thấy này, bắt đầu cái quy luật của chúng ta có thể tính là bắt đầu từ số 16, cho đến số 4 là dừng lại một nhóm. Ở đây thầy được một nhóm là bao nhiêu số? Từ 16 cho đến số 4 này, các bạn thử tính xem là 1 2 3 4 5 6 7 8 số. Rồi, 8 số một nhóm. Thế thì chúng ta sẽ thấy trừ đi 6 số ban đầu, chúng ta có 100 trừ đi 6, chúng ta được 94. 94 chia 8 thầy được dư là 6. Như vậy số thứ 100 nó sẽ là số thứ 6 trong mỗi một nhóm và đó chính là số thứ 42. À là số 42, thầy nhầm. Như vậy thầy có bài số 1 khá là dễ, một bài toán về dãy số. Cái quy luật người ta cho hơi phức tạp một chút nhưng mà đối với tất cả các bài toán dãy số thì chúng ta đều có một cái cách tiếp cận. Đó là chúng ta sẽ đi tìm cái gì nhỉ? Tìm cái 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 cái, cái quy luật lặp lại của cái dãy số đó để chúng ta làm. Rồi rất nhiều bạn làm đúng. Rồi chúng ta chuyển qua bài số 2. Bài 1 thì cũng là bài khởi động thôi, không vấn đề gì cả. Chúng ta chuyển qua bài số 2. Bài 2 như sau, người ta cho một cái năm cái vòng tròn đánh số từ 1 đến 5 và cũng đặt theo chiều kim đồng hồ, theo thứ tự chiều kim đồng hồ như cái hình dưới đây. Những cái miếng này sẽ được di chuyển theo cái gợi ý quy luật như sau, following instruction. 1 đó là mỗi một miếng bắt buộc phải di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Hai, đó là gì? Đầu tiên chúng ta di chuyển số 1, tiếp theo di chuyển số 2, tiếp theo là số 3, số 4, số 5. Và lặp lại theo thứ tự đó. 1, 2, 3, 4, 5, vân vân Người ta cho chúng ta là di chuyển số 1 dịch sang, tức là di chuyển số 1 vượt qua một cái số khác. Di chuyển số 2 vượt qua 2 số khác, di chuyển số 3 vượt qua 3 số khác, di chuyển số 4 vượt qua 4 số khác, di chuyển số 5 vượt qua 5 số khác và cứ lặp lại như thế quá trình này cho đến người ta hỏi là thứ tự của chúng, thứ tự của 5 cái miếng này sau 2012 lần di chuyển. Và người ta bảo rằng là hãy viết cái quy luật cái thứ tự đó với số 1 đứng đầu. Tức là các bạn hiểu là cái vòng tròn của chúng ta ấy là người ta có thể bắt đầu từ bất cứ đâu người ta viết theo vòng tròn Thì chúng ta sẽ lấy từ số 1 và chúng ta viết nhá Thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài toán này Thầy có thể hình dung là Đây, các số chúng ta có là 1, 2, 3, 4, 5 Đây, thầy có các số 1, 2, 3, 4, 5 Mặc dù để bài cho vòng tròn nhưng mà thôi chúng ta chuyển nó thành hàng ngang Và chúng ta hình dung là nó số 5 rồi lại quay lại số 1 nhá Thế bây giờ sau bước 1 thì chúng ta thấy là số 1 nó sẽ nhảy qua số 2 và lúc đó chúng ta sẽ thấy là số 2 rồi đến số 1 3 4 5. Đúng không? Sau bước thứ nhất. Đây là lúc đầu. Được chưa nào? Tiếp theo, chúng ta thấy là đến lúc này chúng ta di chuyển số 2. Các bạn di chuyển số 2 thì số 2 nó sẽ nhảy qua số 1, nhảy qua số 3. Như vậy chúng ta sẽ có là 1 3 2. 4 5. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển số 3. Di chuyển số 3 nó sẽ nhảy 3 bậc. Đúng không nào? Nhảy 3 bước, tức là đi qua 3 số vậy thì nó sẽ nhảy đến 2 4 5. Đúng không nào? Nó nhảy qua 2 4 5 và lúc này nó sẽ nằm giữa số 1 và số 5. Vậy thầy sẽ được là 1 2 4 5 3. Tiếp theo chúng ta có số 4 số 4 sẽ nhảy 4 bước nó sẽ nhảy qua 5 nhảy qua 3 sau đó nhảy qua 1 sau đó nhảy qua 2 như vậy số 4 vẫn đứng nguyên tại chỗ đúng nào rất thú vị số 4 nhảy 4 bước nhảy qua 4 số như vậy nó lại quay về đúng cái vị trí cũ được chưa nào và bây giờ chúng ta còn một cái số nữa là số 5 số 5 sẽ nhảy 5 bước bây giờ thầy có này 5 sẽ nhảy đến nhảy qua 3 qua 1 qua 2 qua 4 và lúc này nó sẽ nhảy tiếp một lần nữa qua 3. Vậy lúc này chúng ta sẽ có 1 2 4 5 à 4 3 5. Đây là thầy viết hàng ngang, còn nếu không chúng ta có thể viết uh, lên cái 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 hàng dọc cũng được. Bây giờ thầy có nhá. Và thử thầy viết hàng dọc luôn đi. Đây là thầy có số 1. Thầy viết hàng dọc một chút để chúng ta kiểm tra lại liệu chúng ta có nhầm lẫn gì không. Các bạn cứ bình tĩnh, những cái bài toán này thì bản chất là quan trọng nhất là cái chỗ mà chúng ta tìm ra được cái quy luật đấy. Nên là chúng ta phải bình tĩnh xét cái chỗ quy luật ấy kẹo chúng ta nhầm. Rồi, đây là số 5. Đây nhá, lúc đầu chúng ta sẽ di chuyển số 1 một bước đi qua số 2. Vậy lúc này thầy có vòng tròn của chúng ta là 2 1 3. Tiếp theo di chuyển số 2 đi qua hai số qua 1 qua 3 đến đây. Tiếp theo chúng ta di chuyển số 3 đi qua 3 số, qua 2, qua 4, qua 5 đến đây. Tiếp theo chúng ta di chuyển số 4 đi qua 4 bước. 1 2 3 4 và đến đây. Tiếp theo chúng ta di chuyển số 5 đi qua 5 bước. 1 2 3 4 5 và đến đây. Như vậy lúc này chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang có là 1 2 4 3 5. Đúng chưa nào? Đây, 1 2 4 3 5. Đến đây chúng ta sẽ di chuyển tiếp số mấy? Số 1. Chúng ta sẽ có là 1 lại qua 2 và lúc này thầy sẽ được là 2 1 4 3 5. Rồi, tiếp theo thầy có là 2 1 4 3 5. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta di chuyển số 2. Di chuyển số 2 lúc này các bạn sẽ thấy là Số 2 đi qua 2 bước vậy số 2 sẽ đến đây. Số 2 sẽ đến giữa số 4 và số 3. Thầy sắp xếp lại để cho chúng ta nhìn nó dễ. Đây, số 2 sẽ giữa đến giữa số 4 và số 3. Và lúc này chúng ta sẽ có là 1 4 2 3 5. Vẫn chưa lặp lại quy luật. Đến đây Chúng ta vừa di chuyển số 2 rồi, bây giờ đến lượt chúng ta di chuyển số 3. Số 3 sẽ qua 5, qua 1, qua 4 và qua mấy? Qua 5, qua 1, qua 4 và đến đây. Vậy chúng ta sẽ có 1 4 3 2 5. 1 4 3 2 5. Tiếp, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển số 4 thì như lúc trước chúng ta thấy là số 4 nó sẽ quay lại đúng như cũ và chúng ta sẽ có cái thứ tự của chúng ta lúc này cũng là 1 4 1 4 3 2 5. Đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tiếp số 5. Số 5 thì sẽ đi qua hết cái chỗ này và qua 1, qua 4, qua 3, qua 2 và đứng ở giữa số 1 và số 4. Vậy lúc này thầy sẽ có là 1 5 4 3 2. 1 5 4 3 2. Có vẻ như thầy bị nhầm đâu không nhỉ? Rồi đã lặp lại quy luật chưa? À, chưa thấy quy luật đâu cả Nhưng mà liệu mình có nhầm ở đâu không? Có bị nhầm ở đâu không? Cái chỗ này là cái chỗ lúc trước ấy Cái lúc mà số 4 vừa nãy di chuyển Thì lẽ ra là nó phải có hai cái hàng giống hệt nhau cơ Lẽ ra phải có hai hàng giống hệt nhau Tại sao thầy lại không thấy có hai hàng giống hệt nhau? mà dưới này mình thấy có hai hàng giống hệt nhau nhỉ có lẽ là bình tĩnh chúng ta phải làm lại một chút có bạn hỏi thầy là định viết 2012 bước thật à chắc chắn là không rồi thầy chỉ viết một số bước khi mà nó lặp lại rồi thì thầy sẽ thôi thầy không viết nữa bài toán này thì bản chất là quy luật thôi thì chúng ta sẽ tìm ra cái quy luật chúng ta viết rồi bây giờ thầy thầy xin lỗi các bạn chỗ này thầy sẽ phải bình tĩnh thầy xem lại cái query thầy phải viết lại cho nó bình tĩnh. Đầu tiên là số 1 di chuyển sang số qua số 2. Vậy lúc này thầy sẽ có là 1. Thầy cứ bắt đầu viết từ 1 nhé. Từ 1 nhảy qua 2 vậy thì thầy sẽ viết là 1 3 4 5 2. Sau đó số 2 sẽ nhảy qua số 1 và số 3, vậy thầy sẽ được 1 3 2 4 5. Tiếp theo số 3 sẽ nhảy qua là 2 4 5. Vậy thầy sẽ được là 1 2 4 5 3. Thầy cứ bắt đầu từ số 1 thầy tính. Tiếp theo số 4 sẽ nhảy y hệt như thế. Vậy thì số 4 sẽ nhảy qua 5 3 1 2. Vậy thầy được 1 2 4 5 3. Đây, chỗ này lúc nãy thầy nhầm chỗ này. Tiếp theo bây giờ đến số 5 nhảy. Số 5 thì sẽ nhảy qua 3 này. Sau đó nhảy qua quay lại 3 này, 1 2 4 3. Như vậy thầy sẽ được 1 2 4 3 5. Rồi, bây giờ đến lượt thứ hai là số 1 nhảy. Số 1 nhảy thì lúc này chúng ta sẽ có là 1 nhảy qua 2. Vậy thầy được là 1 4 3 5 2. Đúng chưa? Các bạn nhớ là cái vòng tròn thì thầy luôn luôn lấy số 1 đầu tiên để thầy viết nhá. 1 Ở đây là 1 2 4 3 5 thì lúc này cái số 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 1 của chúng ta ấy, nó sẽ nhảy ra giữa số 2 và số 4 và lúc này thầy đọc từ số 1 thì thầy sẽ có 1 4 3 5 2. Tiếp theo đến lượt số 2 nhảy. Số 2 nó sẽ nhảy qua số 1 và số 4. Như vậy thầy sẽ được là 1 4 2 3 5. Được chưa? Tiếp tục như vậy. Đến lượt số 3 nhảy. Số 3 thì nó sẽ nhảy qua 5 1 4. Như vậy thầy được là 1 4 3 2 5. Rồi, tiếp theo đến lượt số 4 nhảy, số 4 nhảy thì nó sẽ giữ nguyên như thế. Được chưa? Đến lượt số 5 nhảy, số 5 nó sẽ đi qua 1 4 3 2 1, vậy thầy sẽ được là 1 5 4 3 2. Rồi, đến bây giờ lại quay lại số 1 nhảy. Số 1 nhảy qua số 5, vậy thầy sẽ được là 1 4 3 2 5. Thấy chưa nào? Bắt đầu có quy luật rồi đấy. 1, 4, 3, 2, 5. Tiếp tục đến số 2 nhảy. Số 2 sẽ nhảy qua số 5 và số 1. Như vậy thầy sẽ được là 1, 2, 4, 3, 5. Tiếp theo chúng ta có số 3 nhảy. Số 3 sẽ nhảy, số 3 sẽ di chuyển bằng cách là đi qua 5 và đi qua 1. Như vậy lúc này à, đi qua 5, qua 1, uh, qua 2. Vậy thầy sẽ được là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, lặp lại lúc đầu rồi. Nếu nào, nhưng mà chỗ ý chỗ này là đến lượt số 4 đi. Số 4 đi thì vẫn giữ nguyên 1, 2, 3, 4, 5. Số 5 đi thì sẽ là 1. Nhảy qua 1, qua 2, qua 3, qua 4 rồi lại qua 1. Vậy thầy được là 1, 5, 2, 3, 4. Các bạn đã thấy có quy luật gì chưa? Chưa có quy luật gì cả. Nhưng mà chúng ta viết thêm một lúc nữa chúng ta sẽ thấy có quy luật. Các bạn thử thử viết tiếp xem nào. Oh, có một số bạn đang Oh my god <laughs> Nào Chịu à Nào suy nghĩ đi Thầy hướng dẫn cách giải rồi Có một số bạn là 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 Mắt chữ O một chữ A Không thể tin được là tại sao thầy lại có thể Viết như thế Có bạn bảo là số 5 không di chuyển Các bạn hiểu nhầm rồi Số 4 mới là số không di chuyển nhá. Đây nhá Ví dụ 1 2 1 2 3 4 5. Đây ví dụ như này. Số 4 mới là số không di chuyển các bạn ạ. Đây. Số 4 nhá thì khi mà thầy di chuyển số 4 này bước qua 1 2 3 4 thì nó quay về đây. Còn số 5 ấy thì nó sẽ di chuyển, thực ra là số 5 là di chuyển 1 bước. Đúng không nào? 5 bước qua 1 2 3 4 xong rồi lại quay bước qua 1 nữa. Như vậy thực ra là 5 là bước qua 1 thôi. Đúng không nào? Đến đây chúng ta thấy là chúng ta đã đến số 5 rồi. Số 5 vừa di chuyển Bây giờ quay lại chúng ta đến lượt số 1 di chuyển Số 1 di chuyển thì chúng ta sẽ có là một nó sẽ nhảy qua 5 Và chúng ta sẽ bắt đầu là 1, 2, 3, 4, 5 Đúng chưa? Tiếp theo Đến số 2 di chuyển Số 2 di chuyển thì sẽ đến nhảy đến giữa số 4 và số 5 Thì lúc này thầy sẽ có quy luật là 1, 3, 4, 2, 5 Và đây là đến lượt số 3 di chuyển đây là thầy sẽ viết đằng trước này là cái số Đây bắt đầu từ đây thầy sẽ viết là số 2 di chuyển Tiếp theo đến lượt số 3 di chuyển Số 3 di chuyển thì chúng ta sẽ có là 3 sẽ qua 4 qua 2 qua 5 Và lúc này thầy được là 1, 2, 4, 5, 3 Đấy 1, 2, 4, 5, 3 1, 2, 4, 5, 3 Trên này cũng có 1, 2, 4, 5, 3 rồi này Đấy thấy không Đấy nó lặp lại rồi Nhưng mà chúng ta cứ thêm một đoạn nữa đi Lúc nãy thầy quên mất thầy không viết cái số nào di chuyển. Bây giờ đến lượt số 4 di chuyển, số 4 di chuyển thì vẫn là 1 2 4 5 3. Tiếp tục đến số 5 di chuyển thì chúng ta sẽ có là số 5 di chuyển qua 3, qua 1, qua 2, qua 4, qua 3. Như vậy lúc này thầy sẽ được là 1 2 4 3 5. Ở đây là số 1 di chuyển. Thầy sẽ viết lùi lại là số 5 di chuyển. Tiếp theo là chúng ta sẽ có số 4 di chuyển. Tiếp theo chúng ta có số 3 di chuyển. Tiếp theo nữa chúng ta đây là số 2, thầy viết lùi lại nha. Số 1. Đây là số 5. Rồi, số 4. Số 3. Số 2. Ôi bài này mất nhiều thời gian nhỉ. Không sao cả, cứ bình tĩnh, kiên trì. Đây là số 5. Đây là số 4. Và đây là số 3 đây là số 2. Rồi, đây là số 1. Và bây giờ chúng ta thử quan sát xem nào, cái quy luật lặp lại là gì. Chúng ta để ý nhá. Thầy thử là lúc đầu là 1 2 3 4 5. Thì bao lâu sau đấy là 1 3 4 5 2. Chúng ta thử nhìn ra là chỗ nào đây, 1 3 4 5 2 có chưa? Chưa có đúng không? Thế nhưng mà chúng ta có cái chỗ lúc nãy lặp lại quy luật đấy là uhm, đây rồi chỗ này này cái một di chuyển sau khi cái một di chuyển sau khi cái hai di chuyển là được một ba bốn năm hai một ba hai năm bốn vẫn chưa được một hai bốn năm ba một hai bốn năm ba bây giờ thầy sẽ tô màu cái mỗi một cái số một di chuyển thầy sẽ tô màu đỏ cho dễ nhìn để chúng ta sẽ biết cách để chúng ta lần lại những cái lặp lại quy luật rồi bây giờ chúng ta thấy là vẫn chưa lặp lại số 1 di chuyển đây chưa lặp lại anh nào số 1 di chuyển cả bây giờ thầy sẽ tiếp một lần nữa lúc này số 1 di chuyển thầy sẽ được là 1 4 3 5 2 nếu nào tiếp theo số 2 di chuyển thì số 2 nó sẽ đi qua số 1 và số 4 vậy thì thầy sẽ được là 1 4 2 3 5. Tiếp theo số 3 di chuyển. Số 3 di chuyển thì nó sẽ đi qua 5 1 4 vậy thầy sẽ được 1 4 3 2 5. 1 4 3 2 5. Đây này, 1 4 3 2 5 này. Nhưng mà chú ý nhá, nó mặc dù nó lặp lại cái quy luật đấy nhưng mà cái bước di chuyển tiếp theo lần này là số 4 cơ. Nên là chúng ta sẽ có là 1. Lúc này số 4 di chuyển chúng ta vẫn là 1 4 3 2 5. Tiếp, chúng ta sẽ có lần thứ 5. Chúng ta sẽ có số 5 di chuyển thì nó sẽ là 5 qua 1 4 3 2 1 vậy thì chúng ta sẽ có là 1 5 4 3 2. Và tiếp theo, số lần này là số 1 di chuyển thì nó 1 nó sẽ nhảy qua 5 vậy thầy sẽ được là 1 4 3 2 5. Rồi thầy sẽ tô tiếp cái đỏ số 1 đỏ này lại cái lần tức là cái lần mà số 1 di chuyển đã bị đã lặp lại chưa nhỉ 1 4 3 5 2 1 đây rồi đây rồi các bạn nhìn nhá cái lần này thầy cho chữ nó đậm thêm đây cái lần 1 4 3 5 2 là, là số 1 di chuyển được 1 4 3 5 2 thì đến cái lần này chúng ta cũng được số 1 di chuyển và được 1 4 3 5 2 Tức là đến đây thì bắt đầu lặp lại Bây giờ các bạn thấy là nếu như thầy có số 2 di chuyển nhá Số 2 di chuyển thì nó sẽ qua 5 qua 1 Thầy sẽ được là 1, 2, 4, 3, 5 Đây nó cũng giống hệt cái 1, 2, 4, 3, 5 Và tương tự như thế thì lặp lại rồi Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm xem nào là Bao nhiêu lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 Đến lần thứ 11 thì bắt đầu lặp lại và xem là một cái nhóm là bao nhiêu lần nhá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 như vậy một nhóm sẽ là 15 15 lần và từ lần thứ 1 đến cái lúc mà lặp lại là mất 10 lần như vậy chúng ta có cái nhận xét là đến bây giờ thầy có có là từ lần thứ 11 bắt đầu xuất hiện quy luật lặp lại và mỗi một nhóm là 15 lần tạo thành một nhóm thành một quy luật 15 lần tức là cái quy luật của chúng ta là cứ mỗi một nhóm là 15 lần chúng ta thực hiện thế bây giờ thầy sẽ có 2012 trừ đi lúc đầu là 10 vậy thầy sẽ được là 2002 2002 lúc này thầy chia cho 15 thì xem là dư bao nhiêu. Các bạn tính cho thầy 2002 chia 15. Chúng ta có là cái số mà vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 mà gần với cái 2002 nhất ấy. Nó là số nào nhỉ? À, uh, 2001 là chia hết cho 3. 200 2010. Đúng rồi. Chúng ta có 2010 là chia hết cho 15. Như vậy 2010 chúng ta trừ đi 15 chúng ta sẽ còn là 1995 là chia hết cho 15 như vậy cái này dư 7. Dư 7, bây giờ thầy sẽ tìm cái lần thứ 7. 1 2 3 4 5 6 7. Vậy đáp án của chúng ta là 1 3 4 2 5. Vậy thứ tự là 1 đâu nhỉ? Thứ tự dư 7. Đây, 1 2 3 4 5 6 7. 1 3 4 2 5. 1, 3, 4, 2, 5. Rồi không biết các bạn nào làm chính xác hay không Bài toán này là thầy lúc đầu thầy hơi không cẩn thận Nên là thầy phải làm lại lần thứ hai Tuy nhiên nếu chúng ta cứ cẩn thận Thì chúng ta sẽ làm luôn được Là làm sẽ khá là nhanh Chứ không phải là mất nhiều thời gian như thầy Rồi các bạn làm ra 1, 3, 4, 2, 5 này rất tốt này Rồi các bạn bảo là thầy giết bọn con à Sao mà nhiều thế Ừ thì bài này cũng là hơi nhiều thật. <laughs> bài này là là hơi khó một chút. Sau này lớn lên thì chúng ta có thể học về cái việc là xét số dư thì chúng ta sẽ tìm cái cái người ta gọi là tức là ước chung bội chung ấy thì các bạn sẽ tìm có thể nhanh hơn. Ok, bài này là một bài khó, 20 phút là bình thường nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài số 3. Bài 3 này thì dễ, sau khi chúng ta làm bài 2 chúng ta được xả hơi bằng bài 3, khá là dễ. Bài 3 như sau. Các bạn sẽ thấy là bài 3 người ta yêu cầu điền các số từ 2 đến 10 vào vòng tròn sao cho là tổng các hàng ấy đều bằng nhau, bằng các đoạn này, tổng ba cái số trên một cái hàng thẳng hàng ấy đều bằng nhau và người ta hỏi là cái số ở tâm ấy là số nào và cái tổng mà bằng nhau đấy là bao nhiêu bài này khá dễ bây giờ thầy sẽ chuyển sang đây chúng ta nếu như bây giờ thầy gọi cái số số ở giữa này là a cái số ở giữa này bao giờ nó cũng đặc biệt chúng ta quen thuộc với cái bài toán này rồi thì cái số a này nó sẽ xuất hiện ở một hai ba bốn hàng vậy khi thầy tính tổng tất cả các số tất cả các hàng lại thầy sẽ được là a xuất hiện bốn lần đúng không nào A xuất hiện 4 lần thì mỗi một lần là nó ghép với những cái kia vậy thì mỗi một số sẽ xuất hiện từ 2 đến 10 sẽ xuất hiện là một lần. Riêng A xuất hiện 4 lần. Đúng chưa nào? Riêng số A xuất hiện 4 lần thì có nghĩa là số A sẽ thừa ra 3 lần và thầy sẽ có là A nhân 3. Và cái này sẽ là một số chia sẽ bằng 4 lần tổng. Đúng không nào? 4 lần tổng. Thầy có đây. 2 cộng đến 10 là thầy có 54. 54 cộng a nhân 3 thì bằng s nhân 4. Như vậy thầy sẽ có 54 chia 4 dư 2 nên là a nhân 3 chia 4 dư 2. A nhân 3 chia 4 dư 2, chúng ta có thể thử ngay được là a sẽ có thể nhớ là ở đây a chỉ có thể từ 2 đến 10. Như vậy thầy thấy là a có thể bằng 2 này. 2 x 3 là 6 chia 4 dưới 2 Hoặc A bằng 6 Hoặc A bằng 10 Được chưa nào Như vậy chúng ta có 3 trường hợp của A Tuy nhiên Bây giờ chúng ta cần phải xem xét Cái việc là liệu trường hợp nào thỏa mãn Trường hợp 1 là A bằng 2 Các bạn sẽ suy ra ngay được tổng là mấy Khi mà A bằng 2 Các bạn thay vào đây thì chúng ta có 54 cộng 6 thì suy ra S sẽ bằng 15. Được chưa? S bằng 15 thì lúc này chúng ta sẽ thấy là tổng hai số còn lại phải là 15 trừ đi 2 của chúng ta được là 13. Được chưa nào? Bởi vì là cái số ở giữa là hai rồi. Và 13 lúc này chúng ta có thể tách thành là 3 cộng 10, 4 cộng 9 bằng 5 cộng 8 bằng 6 cộng 7. Ok, trường hợp này thỏa mãn. Thế còn một trường hợp nữa, hai trường hợp nữa. Trường hợp A bằng 6 thì lúc này thầy sẽ suy ra S sẽ bằng là thay vào đây là 6 này. A là 6, 6 x 3 là 18, 18 cộng 54 là 72, 72 chia 4 như vậy S bằng 18. S bằng 18 thầy sẽ suy ra tổng hai số còn lại là 18 trừ đi 6 bằng bao nhiêu? 18 trừ 6 bằng 12 và lúc này thầy có 12 có thể là 2 cộng 10 3 cộng 9 4 cộng 8 và 5 cộng 7 vẫn thỏa mãn chúng ta còn một trường hợp nữa đó là trường hợp A bằng 10 khi mà A bằng 10 chúng ta sẽ suy ra được S là 21 S21 chúng ta có tổng hai số còn lại là 21 trừ đi 10 và chúng ta được là 11. Lúc này chúng ta sẽ tách 11 ra thành là 2 cộng 9, 3 cộng 8, 4 cộng 7 hoặc là 5 cộng 6. Như vậy đều thỏa mãn. Thầy sẽ đọc lại đề xem nào đề bài có thêm cái yêu cầu gì nữa không mà chúng ta thấy là có 3 trường hợp khác nhau. người ta không nói thêm trường hợp gì cả như vậy trong bài toán này chúng ta có ba cách điền khác nhau cái số ở giữa có thể là hai sáu mười và các cách điền những cái số xung quanh như ở đây thầy vừa trình bày rồi bây giờ chúng ta thấy là cái bài toán này cũng không quá khó đúng không nào khá là quen thuộc với chúng ta rồi bây giờ các bạn tiếp tục bài số bốn các bạn có làm đúng bài số ba không nhỉ Thầy xem các bạn nào làm đúng bài số 3 không nhé Rồi Có rất nhiều bạn làm đúng bài số 3 Đều ra kết quả 2, 6, 10 Ok Bây giờ chúng ta chuyển qua bài số 4 Bài số 4 các bạn có hiểu đề không? Molly này là sắp xếp các chữ cái alpha b theo chữ alpha b để tạo thành cái số tức là bạn ấy gán ở sai đây chúng ta hiểu là từ gán assignment tức là sự phân chia gắn ghép thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là gắn những cái chữ cái bằng các số thì ở đây bạn ấy sẽ tìm giá trị của những cái từ đấy bằng cách là nhân những cái giá trị của những cái chữ cái đấy với nhau ví dụ như là nếu như d bằng 10, y bằng 8 thì lúc này cái chữ uh, đứt ở đây là d nhân y nhân d là 10 nhân 8 nhân 10 bằng 800 và cái bảng dưới đây là mô tả giá trị của một số những cái từ hỏi giá trị của mát là bao nhiêu vậy chúng ta sẽ thấy là khá là đơn giản chúng ta có nhá t nhân t nhân t a à, t nhân o nhân t nhân e sẽ bằng bao nhiêu? bằng 18. Bây giờ trước hết thầy cứ để cái này bằng 18. Sau đó thầy có là t nhân e nhân a nhân m bằng 168. Tiếp theo thầy có m nhân o nhân m thì bằng 49. Tiếp theo chúng ta có h nhân o nhân m nhân E bằng 70 và nhiệm vụ của chúng ta là M nhân A nhân T nhân H bằng bao nhiêu Cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ đi tìm từng giá trị tìm M, tìm O, tìm T, tìm H đúng không nào và rất hay là chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta thử so sánh những cái số nào nó khác nhau nào các bạn thử suy nghĩ thế nào đây các bạn làm ra là 420 Nhưng mà chúng ta làm như thế nào nhỉ? À rất nhiều bạn ra 420 rất chuẩn Nhưng mà có bạn nào thử nói cho thầy cách giải Cách giải, cách giải, cách giải Xuất phát từ đâu? bốn cái dữ kiện này theo các bạn chúng ta nên xuất phát từ đâu? bốn cái dữ kiện thầy bôi động này Chúng ta nên xuất phát từ đâu? Để được bốn cái này Thầy thấy cái dữ kiện mâm này Mâm m nhân o nhân m bằng 49 này cũng rất là hay đấy được chưa chúng ta thấy cái cái dữ kiện đó và cái dữ kiện phía dưới này cũng khá là thú vị nào thấy mong đợi một cái lời giải từ phía các bạn một là chúng ta tính cụ thể các giá trị ra hai là chúng ta sẽ sẽ dựa vào cái số lần xuất hiện của những cái số này để chúng ta lại thầy nghĩ là thầy bắt đầu từ mâm này thì 49 ở đây các bạn thấy là các số tự nhiên thì chúng ta thấy là 7 x 1 x 7 đúng không nào liệu liệu nó có thể là 1 x 49 hoặc là chúng ta sẽ được là 1 x 49 x 1 tuy nhiên nếu như nó là trường hợp 1 x 49 x 1 thì ở cái trường hợp cuối này sẽ hỏng bởi vì là 70 không chia hết cho 49 đúng không nào vậy chúng ta sẽ loại cái trường hợp này đi được chưa Chúng ta loại trường hợp 1 x 49 như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được m sẽ bằng bao nhiêu? m sẽ bằng 7. Được chưa nào? Chúng ta có m bằng 7. Khi mà m bằng 7 rồi, chúng ta sẽ suy ra được gì? o bằng 1. o bằng 1. Và lúc này thay vào dưới này, chúng ta sẽ suy ra h nhân e sẽ bằng 70 chia cho 7 và chia cho 1 vậy chúng ta được là 10. H nhân E bằng 10 vậy thì 10 lúc này có thể là 1 nhân 10 hoặc là 2 nhân 5 hoặc 5 nhân 2 hoặc là 10 nhân 1. Đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta nhìn vào E. Chúng ta thấy E chỗ này. Chúng ta thấy là e ở đây chúng ta có h nhân e bằng 10 vậy e chúng ta thấy e xuất hiện hơn nhiều lần hơn này chúng ta sẽ xét e e có thể bằng 1 hay không chúng ta thấy nếu e bằng một thay vào trước này chúng ta có o cũng là một e là một vậy t nhân t bằng 18 sai không được e loại không phải bằng một được bây giờ thầy xét e bằng 10 e bằng 10 thì cái trường hợp đầu này cũng sai luôn đúng không trường hợp e bằng 5 E bằng 5 thì cái trường hợp thứ hai này cũng sai luôn Bởi vì tích của 5 nhân với một số nào đấy thì không thể bằng 168 Vậy từ đó chúng ta sẽ xác buộc là chúng ta sẽ suy ra E chỉ có thể bằng 2 Và khi E bằng 2 chúng ta sẽ suy ra H bằng 5 Chúng ta tìm được hết giá trị rồi E bằng 2 chúng ta cũng tìm được T sẽ bằng 3 Và lúc này thầy sẽ thay giá trị vào đây M thầy được là 7 A à, lúc này thầy tìm được A nhé M là 7 T là 3 7 x 3 21 E là 2 như vậy 42 168 chia 42 chúng ta được 4 như vậy A bằng 4 thế còn T T là 3 H là 5 vậy chúng ta có 4 x 3 x 5 x 7 chúng ta được kết quả là 420 các bạn đều làm đúng rất tốt rồi chúng ta đến bài 5 bài 5 các bạn à, có làm được bài năm này không này xem nhá có bạn nào làm được bài năm không Bài số 5 Chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian Để làm bài 5 Wow Bài 5 không có bạn nào làm được Không làm được Nguyễn Bùi Đức Dũng Là bao nhiêu 120 ừ, Tốt đấy Rất nhiều bạn ra 120 Ồ, nhưng mà ý tưởng về giải bài số 5 là gì? Bây giờ thầy phân tích đề bài. Trong cái hình dưới đây thì có 150 hàng và 150 cột. Tất cả các hàng các cột được đánh số từ 1 đến 150. Ở hàng 1 thì tất cả các bóc bóc ở đây là cái ô vuông ấy đều được tô xám. Ở hàng 2 tất cả những cái ô thứ hai đều được tô xám tức là chúng ta trắng xám trắng xám trắng xám ở hàng thứ ba thì tất cả những cái ô thứ ba chúng ta đếm một hai ba một hai ba đều được tô xám và tiếp tục như thế đến hàng thứ n thì tất cả các ô thứ n đều được tô xám có nghĩa là gì chúng ta có thể hiểu là hàng một tất cả các số chia hết cho một được tô Hàng 2 tất cả các số chia hết cho 2 được tô, hàng 3 tất cả các số chia hết cho 3 được tô, vân vân. Hàng thứ 4 tất cả các số chia hết cho 4, hàng thứ 5 tất cả các số chia hết cho 5. Câu hỏi đặt ra là là gì? Ở đây là người ta hỏi là cột nào có nhiều nhiều cái ô được tô nhất. Thế chúng ta phân tích này. Cái ở hàng thứ n thì chúng ta sẽ thấy là cái ô thứ N của hàng thứ N chính là ô mà có cái cột chia hết cho N. Đúng nào? Ví dụ. Ở đây thầy ví dụ nhá. Ví dụ như là cột 2 thì chúng ta ở à, hàng 2 chúng ta sẽ thấy là những cái ô ở cột 2, cột 4, cột 6, cột 8 là là những cái ô được tô. Còn ở những cái ô cột 3 này, chúng ta sẽ thấy là số 3, số 6, số 9 tức là những cái số cột mà chia hết. Vậy chúng ta sẽ thấy là ở hàng N ở hàng thứ n thì các ô ở cột chia hết cho n sẽ được tô vậy chúng ta đến đây chúng ta sẽ thấy là muốn tìm cái cột mà có chứa nhiều cái ô được nhất thì chúng ta sẽ phải đi tìm cột mà có số cột có chỉ số cột là chia hết cho nhiều số nhất hay thực ra là đối với các bạn lớp 6 thì người ta còn nói là có nhiều ước số nhất. Thì đây là một cái bài toán thực ra là một bài toán tương đối là khó đối với các bạn lớp 6 đó là chúng ta sẽ tìm các số từ 1 cho đến 150 xem nào là từ 1 đến 150 thì số nào là số có nhiều ước nhất. Nha. Có nhiều ước nhất. Vậy cái bài này là một bài lớp 6 thầy hướng dẫn các bạn làm theo cái cách như sau. Tức là chúng ta sẽ thấy là thực ra là để tìm số ước của một số thì chúng ta phải dùng đến kiến thức là phân tích thành nhân tử, à phân tích thành thừa số nguyên tố. Sau đó chúng ta có cái công thức tính ước. Tuy nhiên cái kiến thức này thì ở đây là thầy thấy là hầu hết là các bạn học sinh lớp 5. Nên là thầy sẽ không hướng dẫn chúng ta làm theo cách này. Chúng ta có thể sang năm lớp 6 chúng ta quay lại chúng ta sẽ làm cách này còn đối với các bạn lớp 5 thì đối với cái bài toán này thì thầy nghĩ là chúng ta sẽ liệt kê thực ra liệt kê cũng không quá khó bởi vì là chúng ta thấy là từ 1 đến 150 nó cũng có khá nhiều các số nguyên tố số nguyên tố thì nó chỉ có hai ước là một và chính nó chúng ta loại đi được rồi và sau đó thì chúng ta sẽ tìm những cái số mà nó chia hết cho 2, cho 3, cho 4 vân vân thì các bạn thấy là tạm thời là thầy khất các bạn bài toán này với cách giải lớp 5 nhá. Cách lớp 5 thầy chỉ có đưa ra cái cách là liệt kê thôi. Còn đối với lớp 6 thì các bạn thầy gợi ý là chúng ta hãy dùng đến kiến thức phân tích đa thức thành à phân tích một số thành thừa số nguyên tố. Phân tích một số thành thừa số nguyên tố thì sau đó là chúng ta có công thức tìm số ước của nó. Ví dụ như là 120 nhá, thầy phân tích thành thừa số nguyên tố thầy sẽ được là 120 thì chia hết cho 8, 8 x 15 tức là 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5 và để tính số ước của 120 này là chúng ta sẽ có là lấy 3 này, số mũ là 3 cộng 1, sau đó lấy số mũ 1 cộng 1, sau đó lấy số mũ 5 cộng 1 và chúng ta sẽ được cái này nó sẽ có là 4 x 2 là 8, 8 x 6 48 ước. Số này là lớn nhất. Thì thầy rất xin lỗi các bạn bởi vì lúc thầy ra đề bài này thầy không nghĩ đến việc là phải dùng đến một cái công cụ mạnh đó là công thức tìm số ước còn đối với các bạn học sinh lớp 5 tạm thời với cái bài toán này chúng ta học được gì theo thầy thì chúng ta học được cái việc là mình phân tích được là cái việc mà người ta yêu cầu tìm cái cột chứa nhiều cái ô bị tô nhất chúng ta phân tích được là cái cột nó phải chia hết cho nhiều số nhất chúng ta học được cái đó và nếu như chẳng hạn ví dụ đề bài người ta chỉ cho là 30 x 30 thôi Cái bảng của 30 cột 30 hàng Thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể dùng phương pháp là thử chọn chúng ta liệt kê ra Đúng không nào? Rồi bài hôm nay đã xong Hôm nay có hai bài toán rất khó Đó là bài số 5 Bài số 5 và bài số 2 Bài số 5 thì thầy các bạn cứ nhớ sang năm các bạn tự làm lại cái cách là dùng công thức tính số ước nhá Còn tạm thời bây giờ chúng ta tạm biệt nhau và chúng ta hẹn gặp lại nhau vào tuần sau. Tuần sau thầy sẽ ra 5 bài toán khác và thầy sẽ lựa chọn những cái bài nào mà không quá chương trình. Bởi vì thầy thấy là ở đây là hầu hết là các bạn học sinh lớp 5 nên là từ sau thầy sẽ ưu tiên những cái bài mà lớp 5 làm được. Còn các anh chị lớp 6 thì chúng ta sẽ tham khảo thêm những cái cách của lớp 6 nhé. Bây giờ xin chào các em. Hẹn gặp lại.